Quý vị và các bạn, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo công văn, việc biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Để tăng cường kiểm soát dịch, tạo điều kiện thuận lợi để mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục tiêu yêu cầu của chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế làm tốt công tác truyền thông để nhân dân hiểu tích cực tham gia tiêm vaccine và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cũng liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19, một nghiên cứu mới nhất được kiểm chứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương là tiêm vaccine còn giúp trẻ tránh mắc hội chứng viêm đa cơ quan và nếu có mắc thì ở thể nhẹ. Hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ em chính là tình trạng đáp ứng viêm quá lên của cơ thể khi phản ứng với các thành phần của virus. Việc này ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan, trong đó có hệ thống tim mạch, hệ thống da, cơ, gan, thần kinh, thận, ở Bệnh viện Nhi Trung ương, trong 283 bệnh nhân mắc hội chứng viêm đa cơ quan thì 50% phải nằm hồi sức. Các em phải thở máy, lọc máu và làm ECMO. Nhưng đối với trẻ đã tiêm thì triệu chứng giảm đi rất nhiều. Một nghiên cứu trước đó đã chỉ ra, với trẻ từ 12 đến 18 tuổi, ước tính hiệu quả của hai liều vaccine Pfizer chống lại hội chứng viêm đa cơ quan là 91%. Với nhóm trẻ từ 5 đến 17 tuổi, khi tiêm vaccine sẽ bảo vệ trẻ tránh khỏi hội chứng viêm đa cơ quan khoảng 94% chuyển ra các thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, doanh thu của đơn vị này là hơn 1.800 tỷ đồng, lãi sau thuế là 287 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào việc phát hành sách giáo khoa. Đây là mức lợi nhuận cao vượt qua con số dao động bình quân từ 120 đến 150 tỷ đồng của những năm trước. Doanh thu của nhà xuất bản chủ yếu đến từ phân phối sách giáo khoa và các khoản khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Theo đó, trong năm 2021, nhà xuất bản đã in hơn 164,6 triệu quyển sách giáo khoa, vượt 4% so với kế hoạch. Trong một báo cáo khác cũng mới được công bố, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết cả 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do nhà xuất bản này nắm quyền chi phối đều đạt kết quả khả quan. Còn những khó khăn đối với nhà xuất bản hiện nay là việc cạnh tranh trong xuất bản sách giáo khoa và nạn in lậu, làm giả sách giáo khoa ngày càng tinh vi. Những thông tin về bản quyền sách giáo khoa, hoạt động đấu thầu, mua sắm vật tư, giấy in. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 thanh niên về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là đã sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo các tin nhắn hóa đơn về việc mời chào tham gia đầu tư các sàn nghị phân như ICM, Broker, Broker0, Inbroker, Homeman, giới thiệu cách chơi và những thông tin giả về việc người chơi trước đó đã thắng tạo dựng niềm tin. Các đối tượng này sử dụng các SIM số giác của mạng Mobile Phone Việt Nam Mobile để tạo lập các nickname Telegram và cung cấp các tài khoản cho trang mạng sàn quốc tế nhị phân. Ngoài ra, thì các đối tượng còn trực tiếp tạo lập khoảng 100 nhóm Telegram VIP và hơn 2.000 nhóm Telegram thường nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các bị hại. Thực chất, thì trong nhóm những người đầu tư chỉ có 1-2 khách hàng, còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm. Phần cuối bản tin trong hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vườn vải trồng theo hướng hữu cơ của ông Ngô Văn Hùng ở thôn cầu đền, xã thanh hải, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang. Cũng vì vườn vải đẹp nên nhiều đoàn khách đã đến tham quan trải nghiệm. Năm nay là năm thứ hai gia đình ông Ngô Văn Hùng trồng vải xuất khẩu sang nhật bản. Vì sản xuất theo hướng hữu cơ nên tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phải nằm trong danh mục cho phép, được cán bộ kỹ thuật giám sát chặt chẽ. Nhờ kỹ thuật này mà vải rất dễ thu hái, trái chín đỏ ngay sát gốc cây nên thu hút rất nhiều khách đến tham quan trải nghiệm. Được biết năm 2022 cũng là năm đầu tiên huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang triển khai hoạt động du lịch sinh thái gắn với vụ thu hoạch vải thiều. Tính từ cuối tháng 5, thời điểm vải thiều sớm đến nay thì ước tính tổng số du khách đến huyện Lục Ngạn là gần 30.000 người.